Cũng để tiếng nói chương trình Hồng Phúc xin gửi đến tất cả quý vị một trích đoạn được mang tên Tiếu Ngạo Giang Hồ. Xin mỗi vị cùng lắng nghe. Vừa rồi Nhạc Linh Sang đang ở đây kia mà, ta nhớ nàng ngồi canh ta quạt. Nàng cất tiếng hát em đềm ru cho ta ngu, và nàng đã ngâu sầu ủ rũ những lời em đềm mà như gấm như nhung, rồi nàng buồn bã lặng lẽ quay đi bỏ ta ở lại bơ vơ, ta cô đơn trên dãy đèo sông. Muội không là nhạc cô nương để xuân ca hoa mộng ân tình, tuy gần nhau gan tân mà như cách trở mấy quan sang. Một tương đồng mang tên họ Nghi Lâm mà đại ca cứ ngỡ là nhạc muội của mình. Nhạc Linh Sang rạc rỡ tỏ sáng như ánh hào quang, Nghi Lâm chỉ là ngọn lao già phong sương. Bốn mùa qua nắng dập mưa dội, hiền muội ơi tha thứ tội vô tình. Xuân ca tuôn quy mến trân trọng tâm tình của sư muội Nghi Lâm. Làm chi cho kẻ thương tư đêm sầu chịu nặng, cứ để mặc em chấp nhận đau thương. Nhờ thời gian xóa tan kỷ niệm chợt tình cơn mê chỉ toàn ác mộng, tình dần bấn quân thêm nhiều cay đắng. Mùi trở lại thanh sơn liệm tình nơi quan gia, vùi chôn bao ước dòng tình yêu nay đã không tròn. Xuân ca làm sao muội quên được một hình bóng kiêu hùng. Xuân ca ngồi ở đây mà thương nhớ đâu đâu không đổi hoài trên nỗi đau đớn của Nghi Lâm. Tình em trao quyền gái bay bay ngắm chiều buông cho sầu dương đôi ngân lệ, chuyện tình mình sao quá mong manh. Người thương ơi ai khiến xuôi chi đôi ngã chia ly, gần ở bên nhau xa cách tâm hồn tôi đau mình em. Lãnh hồ đại ca có cần nói chi những lời ngôn sáo, dù đại ca chỉ xem muội như ăn mây trôi như làn gió thổi. Nhưng với mỗi người là ảnh dương soi là làng ơi ấm tròn sự yêu thương, tròn lòng chiêm ngưỡng cho rằng đó chỉ mơ tưởng đơn phương. Một mình tròn yêu mang sầu tương tư, tim mình nhói đau tình đã cho đi còn gì ai ơi tiếc thương đời ta lắm nỗi đồn trương. lần đã yêu thôi cũng đành cam chấp nhận đau buồn, lo cho người mà người đâu biết. Tiêu Muội là tên trộm mới vào nghề nên ngại chuyện trái lương tâm, chỉ tham bạc vàng người ta đành trộm đạo bất lương. Còn tôi nặng nghĩa ăn phải trèo non lội xuôi, còn mong được cận kề chăm sóc cho người khi lâm bệnh hiểm mà người nỡ chối từ cho tan nát sự hy sinh. Dạ xin cảm ơn.